áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng em đã quay trở lại với khoa học của Vietjet. Ở video hôm nay thì cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với phần dự án của tại lớp 11, bài số 3 với chủ đề là trở nên độc lập, Becoming Independent. Và với tiêu đề của dự án ngày hôm nay, How independent are you? Là bạn thì tự lập như thế nào? Với yêu cầu của bài số 1 như sau. Complete the questionnaire. Tick the number based on how accurate each statement is for you. Là chúng ta sẽ phải hoàn thành những cái bảng hỏi này đúng không? Và sẽ chọn cái số dựa trên độ chính xác của mỗi lời phát biểu đúng với mình. The number you tick represents the points you get for each item. Là cái số mà chúng ta tích, số mà chúng ta đánh dấu đúng không nào? Thì sẽ tượng trưng cho cái số điểm mà chúng ta sẽ có trong mỗi câu. Và chúng ta sẽ có như sau. Ví dụ số 1, chúng ta nếu mà khoanh vào số 1 thì nó sẽ là very inaccurate, là hoàn toàn không đúng này. 2, inaccurate, không đúng. 3, neutral, là kiểu gặng chung chung á, là kiểu vừa đúng vừa không đúng. 4, accurate, chính xác. 5, very accurate, hoàn toàn chính xác. Vậy với câu hỏi số 1, you can cook for yourself, là có thể kiểu gặng là tự nấu ăn. Vậy cái này nếu mà chúng ta thấy hoàn toàn đúng thì là very accurate, đúng không? Còn ví dụ như là có món thì biết nấu, có món thì không thì sẽ là neutral, có thể là như vậy. Vậy câu số 2, you don't feel sad, helpless and uncomfortable when alone. Là khi một mình thì không cảm thấy buồn này, không cảm thấy kiểu dạng như là bơ vơ hay là không thoải mái. Và câu hỏi số 3 này, you always take the initiative and start your own project. Là luôn luôn kiểu chủ động và bắt đầu cái dự án của mình, chứ không phải là chờ ai kiểu giục. Và câu số 4, you have good daily habits and keep your body healthy and clean. Là có những cái thói quen rất là lành mạnh, đúng không? Và luôn luôn giữ cho cơ thể mình khỏe mạnh và sạch sẽ. Đúng, hoàn toàn không đúng hay là chính xác? Hoàn toàn không chính xác hay là chính xác thì chúng ta sẽ tự bản thân mình sẽ là tích mà thôi, đúng không? Và sau đó sẽ cộng điểm lại. Và câu số 5, you can make decisions about everyday matters quickly. Là có thể là tự đưa ra cái quyết định về những cái vấn đề hàng ngày một cách nhanh chóng. Hoàn toàn không chính xác hay là hoàn toàn chính xác, hay là chỉ không chính xác, chính xác, trung lập thì chúng ta chỉ cần tích vào điểm, sau đó cộng điểm thôi. Và sau đó thì sau khi mà chúng ta đã cộng điểm xong đúng không, thì chúng ta càng nhiều điểm thì có nghĩa là chúng ta càng độc lập. The more points you get means the more independent you are. Và đó là về bài số 1, khá là đơn giản đúng không? Chỉ là một cái bảng hỏi chúng ta sẽ hoàn thành thôi. Vậy bài số 2, yêu cầu của bài số 2, work in group of 10, làm việc theo nhóm 10 bạn. Make question from the statement in the questionnaire, và sẽ đặt câu hỏi cho những cái câu ở trên phần hỏi trên questionnaires. Then use the question to interview students in your group. Sau đó thì sẽ dùng những câu hỏi đó để hỏi, để phỏng vấn các bạn trong lớp, trong nhóm. Find out how independent they are. Report the results to the class. Và xem là họ thì kiểu độc lập đến mức độ nào và sẽ kiểu báo cáo kết quả phỏng vấn với cả lớp. Vậy với câu đầu tiên này, chúng ta có là you can cook for yourself. Chứ bắt đầu chuyển sang câu nghi vấn thôi đúng không nhỉ? Câu nghi vấn thì đảo cho động từ lên trước chủ ngữ. Thì sẽ là can you cộng với động từ cook for yourself. Thì đó là đã chuyển sang câu hỏi rồi đúng không? Thì đây là câu hỏi đầu tiên. Vậy câu số 2 này. You don't feel sad, helpless and uncomfortable when alone. Thì đây sẽ là bạn có cảm thấy buồn đúng không? Do you feel, sang câu hỏi yes no questions, feel sad, helpless and uncomfortable. Uncomfortable when alone. Thì đó là câu số 2, câu hỏi cho số 2 đúng không? Chuyển sang câu hỏi. Còn chuyển câu số 3 sang câu hỏi như sau. You always take the initiative.
Thì bây giờ mỗi chỗ động từ là do đúng không? Do you. Và cộng với động từ do you always take the initiative and start your own project. Your own project. Và câu số 4, you have good daily habits. Thì đây sẽ là do you have. Chuyển sang câu hỏi yes no questions. Do you have good daily habits? And keep your body healthy and clean, đúng không? Thì đó là câu hỏi cho câu số 4. Chỉ là chuyển từ câu khẳng định sang câu nghi vấn thôi. Là cái kỹ năng mà chúng ta đã học từ khi còn cấp 1 rồi. Vậy câu số 4 là can you can make? Thì bây giờ đổi lên là can you make, đúng không? Chuyển sang câu hỏi can you make decisions about everyday matter quickly? Thì đó là câu hỏi cho câu số 5. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào những câu hỏi này để đi phỏng vấn các bạn, đúng không? Phỏng vấn 10 bạn và sau đó thì sẽ tường thuật lại cái kết quả. Vậy thì chúng ta sẽ tường thuật lại kết quả như thế nào? Ví dụ như là chúng ta sẽ nói rằng là well, I have interviewed 10 people in my group, đúng không? Là đã phỏng vấn 10 bạn trong nhóm rồi. And the result is that và đưa tên, đúng không? Là bạn nào thì sẽ là kiểu tự lập nhất, thì chúng ta sẽ có thể nói như sau. Tên bạn ấy là X này. Is the most independent person. Thì là bạn mà tự lập nhất trong nhóm của chúng tôi, đúng không? Person in my group. He or she gets point. Có bao nhiêu điểm cho vào đây, đúng không? Được bao nhiêu điểm này. Và bạn nào thì là bạn mà kiểu ít tự lập nhất. Is the least independent person in my group. Bạn nào thì là cái bạn mà ít tự lập nhất trong nhóm của tôi, với cái điểm số là bao nhiêu, đúng không? Which số, xong rồi là point, đúng không? Ví dụ như là 5 điểm thì sẽ là which 5 points. Và sau khi mà chúng ta đã tưởng thuật là kiểu bạn nào là tự lập nhất, cũng như là bạn mà tự kiểu ít tự lập nhất, thì sau đó thì sẽ là và cái điểm trung bình, đúng không nhỉ? My group average point y, xong rồi tính cái điểm trung bình ra là được, đúng không? Thì đó, chúng ta chỉ cần kiểu dạng như là tường thuật lại như thế thôi. Và đó là chúng ta đã hoàn thành xong phần dự án rồi. Và dự án ngày hôm nay thì nó cũng khá là đơn giản, đúng không? Và cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Hãy tiếp tục ủng hộ Việt Jack bằng việc theo dõi các video tiếp theo nhé. Goodbye! Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.